cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm. Người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền, chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe, chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được đúng không em? Đó. Nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả. Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên luôn. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là? Dạ, công việc em thì làm thuê cho anh ạ. Thuê cho anh mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước thì là giáo viên hả cưng? Dạ vâng. Chắc có lẽ lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên. Dạ. Dạ đúng rồi, ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm, anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi, mà bây giờ là 70kg rồi. Dạ. Em nuôi vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm. Nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó mấy cũng làm rất là tốt. Rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nói dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần 2 năm thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Là trong vòng là chưa tới 1 năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó. Thì em phải nhờ anh này. Và lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó. Mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn, tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào, em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán, nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút, tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Thế mà hôm mà em thấy vợ em đi vào phòng, dạ, không, em không, hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về. Xong rồi thấy, ủa cho cô nào ngồi đây. Xong rồi em hỏi ai đây, tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê. Rồi rủ là ai rủ? Cô rủ không? Em nhắn tin em rủ, nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ chọn. Mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta. Không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm á thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em. Mắc mới vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ để mà cổ trả tiền. Thấy cũng đợi bao mình. Đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình mà. Mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. À, khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều không đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng xong. Giờ đó không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm, chiều đó là cuối cùng mình cũng phải mời em ăn cơm. Em tan cái hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà
không 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 có nghĩ, không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó, đó là tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà. Từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Ăn cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ hai người lớn ở nhà là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của em không biết tương lai. Gì luôn. Chủ động tự ý luôn mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào, là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ dậu chưa không? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á chứ gặp người khác là xong hàng rồi đó. Xong hàng mà thực ra em chưa định lấy đâu nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên luôn ăn cơm ké hoài luôn, mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc, với lại lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực tại vì nhà em là chỉ có ba chị em gái thôi, lúc đó mình mong muốn kiếm tiền, thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online, mà cách đây 6 năm á thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì bị kỳ thị, thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa. Mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi Dạ, em chuỗi làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Công ty em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó, dạ. Đúng không? Hai thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em tháng 4 năm tới đây là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết rồi phải không? Dạ vâng. Đó. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy là chiều nào cũng lên, mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ cũng thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, mặt liền. Trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có những cái hành động gì nó có dạ, biển cũng có đập bàn, đập ghế. Dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả. Tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cho bằng được thì cãi tay đôi. Cãi tay đôi luôn. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lén. Dạ. Chắc em áp lực đúng không? Đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không. Thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có. Ai ngờ bị hả? Ai ngờ. Bị báo lén đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn là có nhậu.
Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, nhưng mà thực sự là em không phát hiện được. Cứ đi nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Là quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thế giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con lại gõ cửa, mắc cỡ. Con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có tộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới anh em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái mà đó em ăn không nổi, ăn không có được, lười ăn á em. Không dạ được. Em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á hay là nói không được á là về người đầu tiên và người duy nhất chúc lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tên tòa, tên tòa tụi đó giải quyết là rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn nặng không? Lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng mà như là giải tỏa đến bây giờ stress khi tụi thôi em công à. Việc nhiều rồi không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. À, cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ, đó rồi. Bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào là để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty. Như thế tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Đó vâng vâng vâng. Em thấy thôi tiêu rồi. Em đi vô nhà vệ sinh ông này cũng lẻo đẻo theo. Em ơi, anh thích em. Em nghĩ trong đầu cái thằng này nó chắc nó cũng khùng khùng. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Mời em. Em tên là Nguyễn Di Kim Thanh, năm nay em 21 tuổi. Em mới tốt nghiệp trường ngành y sĩ. Em quê ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn ấy? Em là Nguyễn Hồng Kiệm, năm nay em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là quản lý bên khách sạn. Hai vợ chồng là sống ở đâu? Giờ hiện tại hai chồng em thì mỗi đứa một nơi, nhưng mà sau khi vợ em ra trường thì về Cần Thơ rồi. Là em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bạn này xuống Cần Thơ hay là bạn từ Cần Thơ lên Sài Gòn? Dạ em về Cần Thơ. Đó. Tại vì trước sau gì hai vợ chồng phải gom vậy không nói à? Đúng, dạ, đúng rồi. Không thể nào mà ở hai đầu nỗi nhớ được. Thôi bây giờ chúng ta trở lại là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây 2 năm em cùng với người dì và người em dâu của em đi xuống Cần Thơ chơi. Thì ở ngay tại khách sạn của anh này. Trùng hợp á là anh này lại là bạn của người em dâu của em. Thì từ lúc đó thì hai đứa mới biết nhau. Nửa đêm rồi thì anh này với lại người em dâu em đang nói chuyện thì kêu em lên nói chuyện tám cho vui. Sau đó thì qua ngày hôm sau anh này mới đi nhậu cùng với em và người em dâu với một người cậu nữa. Mà anh này uống được nửa ly à, xong cái mặt đó vừng 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 lên. Em thấy thôi tiêu rồi, cái em mới uống giùm. Lúc đó em đi nhậu về xong rồi thấy 12 giờ khuya rồi, cái lại không ở quán người ta được nữa, bắt đầu kéo về khách sạn lần tiếp lần hai. Thì em uống được mấy lon gì đó xong rồi em mất tèo quá. Em đi vô nhà vệ sinh ông này cũng lẻo đẻo theo. Trời theo kia ông kinh khủng á. Nghĩ sao mà em vừa bước ra chưa kịp bước tay, ổng mới nắm tay em nói như thế này: em ơi, anh thích em có 3 chữ à. Vậy chứ anh nghĩ đi, nam mình phải ra lăng tí xíu mới được. Sao em không đợi đi ra vài mét nữa anh nắm tay tỏ không tỏ tình ngay trong cái mét xuống. Cái đó ngoài nó tăng mà. Em nghĩ trong đầu cái thằng này nó chắc nó cũng khùng khùng tân tận lắm. Nghĩ sao đi tỏ tình ngay nhà vệ sinh trời ơi. Rồi sao có siêu không? Không. Xong rồi em không nói gì hết á. Xong cái qua ngày hôm sau á em đi về Sài Gòn, anh này không ra tiễn.
mà trên đường em đi về á thì anh nhắn cho em cái tin là rất là vô duyên, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tại vì lúc đó thì em cũng cũng có bầu rồi nên em tiễn ra thì không có được sợ mà giấu em á, sợ phát hiện nên em phải nhắn tin là có duyên sẽ gặp lại. Sau khi về Sài Gòn cái anh không thấy em nhắn tin lại, cái anh cũng gọi điện rồi cũng rủ ra em đi xuống Cần Thơ, thì em mới bắt xe đi về gặp ảnh. Nói cũng là cũng em MT dữ lắm nè. Mê trai. Người ta nói những MT là lịch sử rồi, bây giờ mới dịch qua là những mê trai rồi, quá quá. Em hỏi anh chứ, gái mê trai mê gì vậy? Rồi, xuống lần 2 là chính thức dính chưa? Chưa chính thức là dính, nói chung là cũng hơi hương hương rồi đó. Thì em mới nói là em chỉ là bạn gái anh không, anh lên Sài Gòn ở chung với em luôn. Rồi, nhưng mà cái lúc mà lần 2 là em biết là có sự tồn tại của cái cô đó chưa? Em nói là ổng nói với em á là ổng còn trai tơ, cái em á nói dài mà trai tơ, suy nghĩ lại để coi suy nghĩ. Rồi sau đó em á em cảm giác có cái gì đó không có đúng, cái gì sai sai trong linh cảm gì. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong em. Cái một chị đồng nghiệp của ảnh mới nhắn tin là Kiệm không đơn giản đâu. Rồi xong rồi cái chị mà người yêu ảnh mới nhắn tin cho em, nói trời ơi ông này cũng ghê gớm lắm, quen người khác mà giấu mình. Cái em mới nhắn tin mới gọi điện hỏi là anh ơi anh có chuyện gì giấu em không, em cũng cao thượng và rộng rãi lắm, em hỏi mấy chục lần luôn. Không, anh có, anh chỉ yêu mình em thôi, em là cuộc sống gì của anh và vân 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 vân. Em mới gọi điện thoại em quyết định anh xạo quá à, thôi đi anh có bồ rồi mà đặt ăn giấu em hả, thế là em cúp máy không liên lạc với ảnh luôn. Rồi sao? Nhắn tin thì không được, điện thoại không được, tức quá em mới lên Sài Gòn mà em điện cũng được, nó em đi cũng như là đi cũng như trong sự vô vọng, chứ em nhớ chật nhỏ bạn em đi chung với vợ em là hiện tại giờ kêu em đang lên thành phố ra Bến Xe miền Tây đón giùm. Em ngồi đợi đó khoảng cỡ gần 6 giờ, thấy vợ em xuất hiện mừng quá. Rồi lúc đó là đã cắt đứt với cô kia dưới chưa? Dạ chưa. Rồi sao nữa? Dạ. Em quyết định kêu ảnh nói là dạ anh chọn một đi, em không thích như vậy. Cái ảnh mới nói là thôi em ơi cho anh 3 ngày đi để anh về anh xử lý. Cuối cùng 3 ngày có xử lý xong không? Có. 3 ngày đó là bạn gái của em đang làm luận án tốt nghiệp ra trường nên em sợ ảnh hưởng việc học của bạn gái em á, nên em xin quản lại 3 ngày để xong làm luận án xong rồi ngày hôm sau em sẽ nói chuyện dứt khoát luôn. Nhưng mà cuối cùng cái xử lý với bạn gái đơn giản không, nó nhẹ nhàng không? Dạ cũng hơi khó nhưng mà cũng vượt qua được. Vượt qua được. Rồi bao lâu thì hai em mới chính thức là cưới nhau? Sau 1 năm rưỡi. Nhưng mà lúc đó được đang đi học mà ba mẹ cho làm đám cưới hả? Em đâu có cho. Em thương gái lắm, em cưng chứng và hứng hoa luôn. Em nói là bây giờ nếu như mà anh mà vô đạo, tại vì em bên đạo Thiên Chúa, tưởng làm khó được ảnh, nhưng mà ảnh học đạo luôn, vô luôn. Giờ mẹ đã hứa rồi, giờ sao giờ phải chịu thôi, phải chịu thôi. Mà trong lúc đang đi học luôn. Dạ đúng rồi. Cưới xong rồi là vẫn cứ đứa ở nơi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Do chắc ăn chưa, mà để xa. Giờ anh hỏi nè, cưới nhau về rồi, cái thời gian nói chung cũng mới thôi, nhưng mà cái tật xấu có lòi ra nhiều không em? Có chứ. Kể đi. Bây giờ Kiệm có đồng ý cho vợ mình khui hết không? Dạ, lỡ lên này kể luôn nè. Vỗ tay nào. Rồi, khui nha. Thứ nhất là mình mê vàng. Mê vàng. Mê vàng mà. Mê vàng không mê vợ. Có nghĩa là có nhiều tiền mua vàng hết. Đúng rồi, trong khi hai đứa nhiều khi trong túi không có 1 đồng mà mua vàng. Dạ. Mà mua vàng ai giữ? Ổng cho em giữ, mà em nói thôi anh giữ đi, giữ qua giữ lại cuối cùng thì anh giữ. Mà tôi không biết ông giữ không, mà tôi thấy em đeo vàng đỏ tay luôn à. Tại vì ảnh nói em đeo giống như là em muốn. Dạ. Có bao giờ mà tối về chỉ có lấy vàng ở đếm mà quên ôm vợ không? Không vàng. Có không kèm? Có không kèm? Là cũng có. Thấy chưa? Rồi gì nữa? Ông này ghê lắm. Ở nhau xong là ông này lúc nào cũng sẽ gọi nhắn tin năn nỉ này nọ. Mỗi lần ông năn nỉ mình á thì ông sẽ chụp hình bệnh hoạn nhức đầu vân vân là hù mình để mình nói chuyện lại với ổng á. Hằng này ổng không có nhắn tin gì hết trơn á. Cái em thấy ủa sao lạ lạ, có một cái mùi gì đó rồi đó, mùi gì rất là nguy hiểm. Tanh tanh rồi đó, tanh tanh rồi đó. Đúng rồi. Cái em mới vô Facebook của ổng, em thấy tin nhắn ổng với người yêu cũ. Trời ơi em chụp lại hình lẻ liền. Ông này ông xóa liền. Vừa chụp xong em vừa xóa. Em sợ tại vì bạn em nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi. Nhưng ông mà em sợ bạn dòm dơ làm ghen chết em. Em phải xóa hỏi liền. Sức khỏe gì mà em ơi em khỏe không, anh cũng nhớ em rồi à, để vài bữa anh sắp xếp thời gian đi uống cà phê với em nha. Bị em chụp hình lại em lại rộng lượng và nhân từ nói với ông như thế này. Anh ơi anh có lừa dối em cái gì hay anh có cái gì không anh nói đi, không có gì hết em ơi, không có gì
Thì đương nhiên mình phải trả lời không rồi, có ăn chết chết. Lúc em trưng cái bằng chứng ra thì thái độ làm sao? Dạ, em mới im lặng. Cái ông này á, ổng mới bắt xe từ ở dưới lên thành phố, lên phố tiếp. Nghe cái mùi. Xong cái ổng nói em ơi anh xin lỗi anh ăn này, trời anh nghĩ sao anh nhắn vậy, ông đừng nghĩ ông xấu rồi nha. Hồi em dụ điện thoại cái bật bể điện thoại. Không dục chú vô em đâu có mua đẹp của em đâu. Ổng mới nói là thôi anh xin lỗi không nhắn nữa. Thế là nhắn với cái con kia là thôi em ơi vợ anh ghen, thôi khỏi đi, mình thôi ngưng nói chuyện đi, bye bye em, vĩnh biệt em. Vậy đó, xong từ đó ổng vĩnh biệt luôn. Vĩnh biệt luôn. Dạ. Vậy là tật xấu đầu tiên á là mê vàng. Mê vàng. Thứ hai á là hơi lăng nhăng. Còn lén phén, có mùi, có mùi. Ngoài ra còn gì nữa không? Anh hay lý sự cùi, biện minh cho cái hành động của mình không à. Lý sự cùi. Đúng rồi. Mình sai mà cứ biện minh cho cái anh không có sai, cuối cùng không sai, nhưng mà gặp em mà em trên cơ cãi riết ông cũng mệt à. Có lần hai đứa cãi nhau á, ổng đang ở dưới Cần Thơ gọi điện thoại cho em lúc 11 giờ khuya rồi, đang nói chuyện cái ông nói bạn ổng gọi, xong cái ông gọi lại em nói là bây giờ anh phải giúp bạn anh vậy đó. Em nói thôi khuya rồi, giờ với em là khỏi đi, đi đi ra ngoài bắt cóc bây giờ. Cái ổng nói anh sẽ cúp máy 5 phút nữa anh gọi cho em, anh hồi lại 5 phút rồi. Anh biết bao nhiêu phút không, tiếng sau ổng gọi lại cho em, ổng mới nói là em đang làm gì đó, thôi mình vô vấn đề chính đi anh, nãy giờ anh làm gì, đi đâu, đừng có giấu em. Thì anh đi giúp bạn nó, nãy anh nói không đi rồi, anh nói hứa với em mà tại sao anh lại như vậy. Cãi qua cãi lại cái ổng nói thôi anh mệt quá đi ngủ. Thế là ổng không nghe điện thoại em luôn. Em mới nhắn tin á, anh liệu hồn anh nha, anh mà không nói chuyện em thì sáng mai đừng có hối hận. Sao hồi sáng ngủ thức dậy là cái tin động trời tới liền. Là tin gì? Nhân viên gặp em nó cười hí hí gì nè, em không biết gì nữa. Cái hành ổng móc lỗ mũi gì nè. Đương nhiên là mình gọi xin gói gọi gì nè. Em ngước mũi móc gì nè. Tức là trả thù vợ. Trả thù vợ. Nói là hối hận mà. Xong rồi đăng lên là chống vợ thì chết mà nghe vợ thì sống. Ngu ha bưởi. Cho chừa. Rồi bây giờ tới phiên em. Vợ em có điểm đáng yêu nào không? Vợ em thì thường bạn đâu đẹp lắm. Anh em đẹp không? Em nói trời trời em đã nói xấu cho huynh chết. Mà đẹp mà. Ê, lúc nào cũng là muốn đẹp không em? Nó đẹp em, đẹp đẹp. Hỏi hoài nhức đầu á. Thì lúc khen. Rồi còn gì nữa? Em ơi cho anh xin phép chương trình để nói nghe tối về bầm mình. Không sao đâu, anh bước ra cửa em xử anh rồi. Nói chung là vợ em á nóng tính, cãi lúc nào cũng đòi hắn không à. Nó đang làm hay mệt thôi, anh thua. Anh được thua, anh phải cãi em. Em nói anh thua cũng được. Rồi bây giờ nè, em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn vợ em á là cái nào đúng thì nghe, cái nào sai thì em thua cũng được. Chỉ là bớt nóng tí xíu là tốt. Rồi. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Lúc em mệt đừng có chọc em, đừng có nhây với em. Rồi. Rồi với lại đừng có lý sự cùi. Khi mà em nói gì anh phải suy nghĩ chút xíu, chứ đừng có nghĩ là mình luôn luôn đúng mà vợ luôn luôn sai. Em không chịu vậy. Rồi, đâu có đâu em. Không có gì, em cãi banh nhà lòng luôn. Ông ấy cuối cùng mới chịu em thắng á. Nhưng mà cuối cùng cái thắng của em là chính xác hay là chính xác chứ? Tại vì em suy nghĩ dữ lắm á. Em cãi là có lý nha, chứ không phải không có lý đâu. Thế cặp này dễ thương quá ha. Những cái mà tụi em kể xấu về nhau toàn là những cái dễ thương không. Những cái rất là đáng yêu. Nhưng mà chỉ có một điều như vậy. Thực ra thời gian vừa qua là tụi em cho dù đã là vợ chồng rồi nhưng vẫn là yêu xa, vẫn là ở cách xa nhau. Sắp tới đây khi mà hai đứa ở chung một nhà ha, thì những cái mâu thuẫn nó mới nảy sinh. Thì chị chỉ nghĩ rằng là em thứ nhất là em lớn tuổi hơn. Dạ lớn rồi, 8 tuổi. 8 tuổi. Và em lại ở cái địa phận mà mình đã quen thuộc. Còn bạn này là bạn rời bỏ gia đình để bạn về với em. Thì những cái năm đầu tiên sống chung, chị khuyên là em nên nhường nhịn và em nên bảo bọc che chở cho người vợ của em. Tại vì thực ra vợ của em là có cái tính bộc trực trẻ con nhưng mà rất là dễ thương. Có sao nói vậy người ơi, đúng chất năm bộ luôn đó. Đó nghe vợ sống chấm vợ chết. Nói vậy thôi nhưng mà em dịu ngọt một cái là xong liền. Cho nên năm đầu tiên thì chị nghĩ rằng là một cái năm rất khó để tụi em có thể hòa hợp nếu như mà hai đứa không biết nhường nhịn nhau. Chồng là cái trách nhiệm nặng hơn vợ. Tuy nhiên về phía mình á là mình 21 tuổi, là mình cũng còn nhỏ lắm, mình mới tốt nghiệp. Nhưng mà cái suy nghĩ của em là tương đối là chín chắn đó, chứ không phải là con nít đâu. Con nít là cái tính cách thôi, nhưng mà trong cái suy nghĩ là không có con nít. Ha, cho nên rằng bây giờ mình làm vợ rồi chứ không phải con nít nữa ha, thì mình cũng sẽ nhún nhường với chồng mình một chút để cái cuộc sống gia đình mình sắp tới nó hạnh phúc, nó ổn định. Nha không? Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ,
Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Không phải, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em cũng biết ngồi vừa không. Vậy hả? Có khó chịu không? À, không ngồi lại cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia rồi. Rồi xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương ạ. Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 31 ạ. 31? Dạ, Dương. 31? Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ vâng, con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh mì mà con bánh mì kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là dạ. Là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi sao mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói em định thôi luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi ôi mình đúng rồi ạ, con đi ăn nhiều lắm đúng rồi. Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không đó Hoàng? Dạ không, con em cháu là béo tiềm năng rồi ạ. À, thí dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy ở Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở cái là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ bò đang là thịt bò một nắng của Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có mình, cách bảo quản mà bảo đá xốp, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Gia đình. Chú phải hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Chứ sao lại không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô sẽ phiên dịch cho con. Và con bên đại diện là Hoàng. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác.
À, không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con mà đúng rồi đó là hy sinh đẹp trai đó, cũng thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ không, nếu mà cô không tin cô đợi con gì 3 phút 15 giây là trễ liền, ba phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ, con bảo trời ơi sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi, tức là mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty đó là công ty là gì? Công dạ ty đấy là công ty để giày da. Rồi rồi sao nào? Rồi sao nào? Rồi sao? Thì chồng con cũng hay lân lá ra nói chuyện bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi xuống. Đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả xin. Ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên làm mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con nó để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu tiên đâu mà. Ba lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, sao bao giờ biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân không được, không nhớ thế là, thế là đấy mới con cũng thuộc mải chơi nữa, thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi, thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, chứ từ lúc đấy là mất liên lạc. Cũng nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Đúng rồi, chắc còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó đây là mình bảo thôi tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Đây là thôi, con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn dạ, trong thời gian đó con đi đâu, con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. Tức là con có con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? 75. 75. 55. Tầm 55 năm xong rồi. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? Không, con không lấy vợ. Con không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không. Vâng, đúng. Mình ở vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó, thì tình cờ thì hôm đó thì con lướt Facebook
thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên, thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình á. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng, vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy, lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi, thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn, chứ trước đây tức là tự nhiên phát tướng béo. Đó. Thế là con mới lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Như là nhắn tin đúng không? Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Thì cảm giác bất ngờ. Mà lúc đấy thì con cũng đang mới chia tay được 3 tháng, cũng được 2-3 tháng. Lúc đấy con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học, để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. À, đi tàu biển hả? Đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu Vĩnh Dương á. Không phải lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình nó có đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì... Đâu gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao ấy? Vâng, con đang định nói như thế. Con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ... Gái một con trong mòn con mắt, mòn mắt rồi, là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là nhắn tin tới tấp luôn. Vâng, nhưng mà cũng phải biết được tình hình đột nhập như nào, lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà anh đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà lúc gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ cũng cả chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc ấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định. Với cả cái lúc mà lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này bạn dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó chưa đi. Đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi, có mất mấy tháng rồi. Vì là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng... Thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề. Biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn chia sẻ sống gấp vậy ạ? Sống gấp? Tức là chỉ trong vòng mấy tháng bọn con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để mà nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách nói chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, bật từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số. Đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón lùm mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là xong, mới ly thân cũng không muốn cho cái gì cũng ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý.
con không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi, tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. À, là chị gái phát hiện. Vâng, cái chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo là thứ nhất. Lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như muốn tiến xa là không được đâu nhá, thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu có đâu cả thì thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, không là shipper nó vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì đâu có. À không, mới đầu. Khi thì vào hết khi xuống tàu ấy thì không xuống. Chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ. Mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Một lần yêu. Là chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng rồi. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó con không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em con là cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được một năm, 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là ngày đi tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vật ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ, mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì là hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì con thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ đó gọi ship ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper ship ship thế rồi thành công không?
làm nói chung là hai đứa thì đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Thực ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con đã phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online, tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên là mình muốn phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy ship xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi. Đêm bán thôi rồi luôn. Nên mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình... rồi. Cái xoài keo em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu mới đến quả xoài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok okay, đúng không? Không là hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu sao? À đấy. Vô đây coi như là tận dụng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, ôi thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là có sự phấn đấu để nhắc con ngoại phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là mà cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng, tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thâm niên mà đến bây giờ thì bây giờ để đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình làm mình phải làm chủ, tại vì làm shipper đúng rồi. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả. Thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ nó còn rộng mở đúng thế ạ. Là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Rất là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công.
đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đó. Xong tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì chưa chơi được cái sóng nữa. Phải qua qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Dạ, nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định định bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng hơn. Để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản thân cả cho chồng cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa nhưng mà về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, rồi khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Thì tham công tiếc việc mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc đó tay cũng xoắn nha. Nhưng mà con có đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình không? Ngày nào con phải nhắc, lúc nào con phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Bạn bè thì có nhiều không? Đấy, bạn bè vợ con thì rất ít, ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt, nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi kém. Là cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Dạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi, có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Có tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền cô vừa. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi rồi ôi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Đấy. Là từ cái thời còn trai tân đã không có tiền rồi, còn bây giờ không tân rồi cũng không có tiền mà không cần con, tiền con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ chỉ tiền. Cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp đi. Vâng, đấy chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm, mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo rồi xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Và con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào thôi. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đồng khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại hay thủ trước đúng không? Thế con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. Không cần phải số tiền gì hết.
Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Có khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra, đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại về mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng không vậy? Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc mình cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thằng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diễn được không? Dạ con có, ở lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi, là xong rồi. Còn đến lúc cá nhân mà buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào cũng tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, rồi kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu sau công việc, để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây vợ tôi xinh lắm đó. Đúng dạ, không? Vâng ạ. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ thấy em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được những cái sở thích cá nhân hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế tính. Được, dạ vâng đúng không ạ? Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.